Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật báo cáo bảo mật ứng dụng trên điện thoại iPhone. Với tính năng này thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể là kiểm soát và cũng như là kiểm tra được những cái ứng dụng nào đã sử dụng cái quyền gì trên điện thoại iPhone của chúng ta. Và để bật được tính năng này, đầu tiên các bạn mở mục cài đặt trên điện thoại iPhone lên. Các bạn tìm đến mục là quyền riêng tư và bảo mật. Ở đây các bạn vuốt lên, chọn ở phần là báo cáo bảo mật ứng dụng. Tính năng báo cáo bảo mật ứng dụng cho biết tần suất mà các ứng dụng sử dụng quyền mà bạn cung cấp để truy cập vào dữ liệu của bạn, ví dụ như là vị trí hoặc là micro. Báo cáo này cũng bao gồm chi tiết về hoạt động mạng của từng ứng dụng, hoạt động mạng của trang web và các miền được liên hệ thường xuyên nhất. Các bạn chọn ở phần là bật báo cáo bảo mật ứng dụng này lên. Và sau thời gian thì cái phần báo cáo bảo mật ứng dụng này nó sẽ hiển thị tất cả những cái lịch sử về những cái ứng dụng ở trên điện thoại của các bạn đã sử dụng những cái phần gì, thì nó sẽ hiển thị liệt kê chi tiết ở đây. Và các bạn có thể là dễ dàng xem và kiểm tra được. Và như vậy trên đây chính là cách để các bạn có thể là bật cái phần báo cáo bảo mật ứng dụng trên điện thoại iPhone.